Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2001. Như thường lệ, sáng chủ nhật chúng ta câu hỏi dẫn đường chùa Vĩnh Nghiêm để học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 25-24. Hôm nay là kỳ thứ 25. Mà hôm nay là ngày rằm tháng 3 âm lịch, là đúng vào cái ngày mà Hòa Thượng Viện Chủ chủ trì chùa Vĩnh Nghiêm viên tịch 100 ngày. Nói năm nay là hôm nay là ngày cúng tuần bách nhật của cố Hòa Thượng. Thành ra tôi đề nghị đại chúng là mình để một cái phút những cái giờ phút mà cái tâm an lành, trong sáng, thanh tịnh của chúng ta để hướng về Hòa Thượng, để cúng dường về Hòa Thượng. Mà cái cúng dường mà thiết thực ở trong đạo Phật thì tôi vừa nêu lên bảng để đại chúng để ý. Cúng dường cho mười phương chư Phật cũng nên lấy cái phẩm vật đó, cái công đức đó mà cúng dường, mà làm cái phẩm vật cúng dường cho mười phương chư Phật, thì cái đó phước đức lớn lao vô cùng vô cực. Nó đem lại cái hiệu quả cho con người đệ tử Phật, một sự an lành, một sự thanh tịnh, sự thanh thoát ở cõi đời này. Bây giờ đây, hôm nay là cái ngày bách nhật của cố Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm. Tôi đề nghị đại chúng cũng đem cái năm cái phần đó để cúng dường cho Hòa Thượng. Năm cái phần đó, đó trong kinh đó, gọi đó là ngũ phần pháp thân. Lấy năm cái phần đó để làm cái hương, để làm cái phẩm vật, làm cái hương để cúng dường. Đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến. Năm cái phần đó, nếu mà chúng ta, đời sống của chúng ta mà có áp dụng, có thực hành, thì năm cái phần đó nó thành ra hương hết. Trong những cái vật chất mà cúng dường thì nó gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nhưng mà đây là mình cúng bằng hương, chứ mình không cúng bằng sắc, bằng thanh. Mình không cúng bằng vị, bằng xúc, bằng pháp, mà mình cúng bằng hương. Hương đây là lấy cái công đức giữ giới của chúng ta. Mọi người phát Bồ Đề Tâm tu học chánh pháp, hành chánh pháp, trong đó có giữ giới. Thế thì cái giới, những cái điều răn dạy mà ví dụ như của người tại gia thì năm giới,
tam quy ngũ giới, người xuất gia thì thập giới, sa di giới, bồ tát giới và tỳ kheo giới. Tất cả cái đó nó trở thành ra một cái phẩm vật là món hương, gọi là giới hương. Thì chúng ta giữ cái giới được ít, được nhiều, được toàn phần hay là không toàn phần, nó đều trở thành một cái thứ hương. Nó làm cho con người của chúng ta được an lành, được hạnh phúc, được thơm tho. Còn bằng không thì nếu mà chúng ta bị phiền não vô minh che lấp thì làm cho cũng giống như là con người của chúng ta nó không còn thơm tho, không có cái thơm tho, mà thậm chí cái đau buồn, cái bực bội đó nó biến thành cái chất hôi nhơ nữa. Vì vậy mà cái người mà có giữ giới thì kinh điển Phật gọi đó là giới hương. Cái thành phần thứ hai là định. Định nó tức là mình có chánh niệm, mà chánh niệm thì nó đi tới chánh định. Một người đệ tử Phật mà có học, có chánh niệm và có chánh định thì mình hạn chế được cái lỗi quấy của thân, như là sát đạo dâm, của khẩu, như là nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời theo dệt, nói lời hung ác, của ý, là những ý nghĩ về tham, về sân, về si. Thành ra là cái người mà có tu định đó mà, có chánh niệm, có tu định đó, thì là mình hạn chế được, mình dứt trừ được cái lỗi của ba nghiệp. Do vậy cho nên là mình có được phần chánh định nào, nó trở thành ra một cái thứ hương thơm, gọi đó là định hương. Cái phần thứ ba là tuệ. Tuệ là trí tuệ, là bát nhã ba la mật. Trong cái quá trình tu tập của tam vô lậu học là giới định tuệ, thì giới hương, định hương là dữ liệu để mà hoàn thành cái tuệ. Tu giới để là cho có được định, có được chánh niệm, có được định. Mà có định là để nó phát sinh ra cái trí tuệ. Mà khi đã có trí tuệ thì mới có khả năng nhận thức chân lý, mới phân biệt được tà, chánh, chân, ngụy, thiện, ác, thị, thi, nhân, ngã, bỉ, thử, vân vân. Thành ra cái trí tuệ là rất là cần thiết, là cái đỉnh cao. Nó là cái hoa trái, nó là cái quả. Mà còn giới và định đó, giới học, định học đó, là nhân. Bồi dưỡng cái nhân tốt thì sẽ hoàn thành cái quả tốt, nó sẽ thành ra cái quả trái ngon. Cũng giống như mình là gieo trồng, dung quén cái cây tốt thì nó sẽ có cái trái ngon. Thế thì giới định tuệ tam vô lậu học nó trở thành ra hương, vì nó làm cho con người đệ tử Phật không còn cái nhiễm ô, cái nhơ uế của phiền não vô minh, nó làm cho mình đau khổ nữa. Vì vậy mà tam vô lậu học nó biến thành ra giới hương, định hương, giữ tuệ hương. Hai cái món sau, hai món sau đây là để ý rồi. Giải thoát hương là cái gì? Giải thoát hương là cái công đức tu hành giới, định, tuệ để làm cái điều kiện để mình gột rửa, mình tẩy trừ những cái sai lầm, cái tư hoạch. Chúng sinh mà bị luân hồi đau khổ ở trong lục đạo đó là do kiến hoạch và tư hoạch. Mà tư hoạch đó thì tôi nói tới đây là có nhiều vị biết rồi đó, tư hoạch là cái gì đó.
Từ hoặc tức là tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến. Nếu mà chưa phân tách ra thì đó là 6 món: tham, sân, si, mạng, nghi. Nó là những cái thứ đó, nó truyền miên ở trong tâm khảm của mọi người. Nó trở thành ra một cái thứ ưu tư, nó tiềm phục ở trong tâm khảm con người, cho nên gọi nó là tư hoặc. Nó sai lầm mà sai lầm triền miên, không có lúc nào là không có nó. Tất cả những cái nghĩ ngợi, những cái tư duy, nếu ta không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống theo chánh pháp thì cái nghĩ ngợi, cái tư duy của cái người thường đó mà, thường nhân như chúng ta chưa biết tu mà, thì toàn là tư hoặc không. Tức là không tham thì sân, không sân thì si, không si thì mạng, không mạng thì nghi. Và từ cái tham, sân, si, mạng, nghi đó, nó nảy sinh ra những cái thứ nhấn nhóc, trội tượng, là phẫn, là hận, là phú, là não, là tật, là sang, là cuốn, là xiểm, là hại, kiêu, là vô tàm, vô quý, là điệu cử, phôn trầm, là bất tín, giải đại, là phong vật, thất niệm, là tán loạn, bất chánh tri. Thế thì tất cả những cái đó đều là tư hoặc và con đẻ, nhánh lá chồi tượng của tư hoặc. Tức là những cái thứ tâm dương và tâm sở thuộc về cái loại phiền não. Cái đó chúng ta gọi đó là giải thoát tri kiến, giải thoát hương ấy, tức là ta tu tập để ta dẹp bỏ những cái đó, ta dẹp bỏ được những cái căn bản phiền não, những cái chi mạc phiền não, nó làm cho tâm hồn ta thanh tịnh, không còn nhiễm ô, không còn những cái nguyên nhân đau khổ nữa. Thành ra cái giải thoát đó, tức là diệt trừ được cái tư hoặc đó, ta gọi đó là giải thoát hương. Nó biến thân tâm ta trở thành một cái chất liệu thơm tho, kinh an, giải thoát. Vậy thì giải thoát hương đó là tư hoặc ở trong tam giới. Rồi giải thoát tri kiến hơn. Giải thoát tri kiến là gì? Tức là hàng ngày chúng ta không có tu học thì cái tri kiến của chúng ta hoàn toàn sai lầm. Hoàn toàn sai lầm. Chẳng hạn như thân kiến mình không hiểu được vấn đề tự ngã của mình đây là thế nào. Mình từ đâu mà đến, do cái gì mà sanh, rồi mình tùy theo cái tín ngưỡng của mỗi dân tộc, của mỗi tôn giáo mà người ta hiểu mỗi người mỗi cách, mỗi kiểu khác nhau. Là cái hiểu cách, mỗi cách mỗi kiểu đó, mình suy ra chân lý thì nó không có chân lý. Hiểu lầm như vậy về bản thân con người thì ta gọi đó là thân kiến. Rồi vấn đề con người chết rồi đi đâu, chết rồi mất hẳn, hay chết rồi rồi quá kiếp các bụi, quá kiếp thành mình rồi trở thành các biểu, có phải vậy chăng? Vậy là mất hẳn chăng hay là còn hẳn chăng? Mà mình không giải quyết được vấn đề đó thì thuộc về mình là cái kiến hoặc thứ hai, gọi là biên kiến. Mà giải quyết được vấn đề đó, hiểu rành rõ, có đức tin, nhận thức tỏ tin tưởng thì gọi đó là giải thoát tri kiến. Rồi tà kiến. Tà kiến là một thứ tri kiến. Tri kiến sai lầm, tin đủ thứ, tin thủy quan hà bá tý phủ đồng đình thiên lôi địa mẫu, tin thần gió thần mây thần sấm thần sớp mẹ sanh mẹ độ,
Và tất cả những cái thần thánh lan nhan, kể cả tin ở nơi địa ngục có Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thối Sơn Vương, Tống Đế Vương cho tới Thập Điện Minh Vương, những cái tin đó theo đạo Phật đều là không trung, đều là tà kiến hết. Tin ở trên mây nó có Ngọc Hoàng Thượng Đế, nó có Nam Tào Bạc Đẩu, nó có Nam Cực Tiên Ông, có Thái Thượng Lão Quân, vân vân, giống như truyện Phong Thần hay là truyện Tây Du nói, đều là do tưởng tượng của con người, của dân sĩ, của nghệ sĩ mà không có Phật. Cho nên nếu mà mình lỡ mình tin như vậy đó là thuộc về tà kiến. Mà giải phóng được cái đó, giải phóng được cái ý nghĩ sằng xiêng vô căn cứ đó thì gọi đó là giải thoát tri kiến hương. Mình giải thoát được cái tri kiến, tức là mình nhận thức có chân lý dựa trên sự thật, và nó đem lại cái kết quả sự thật trong cuộc sống của mình. Làm được việc đó gọi là giải thoát tri kiến, nó thành ra một món hương. Rồi kiến thủ, bảo thủ ý kiến trong tất cả trong chúng ta, nếu mà chúng ta không học thì chúng ta bảo thủ ý kiến dữ lắm, chấp nề dữ lắm, mà có những cái chấp là hoàn toàn không có chân lý gì hết, tùy theo đạo, tùy theo cái đức tin của mình, tùy theo cái những cái người xung quanh mình, những người bạn của mình. Thí dụ như là người đệ tử Phật rồi những người xung quanh mình mà có cái kiến giải tu học chánh pháp giống nhau á, thì bạn của mình gọi là thiện hữu tri thức của mình, sẽ giúp đỡ mình, hỗ trợ cho mình về học Phật, hiểu Phật và hành theo giáo lý Phật đúng thì gọi là thiện hữu tri thức. Ngược lại, người bạn của mình mà nó thuộc về ngoại đạo, nó thuộc về tà kiến, mà mình lân la những người đó thì những người đó cũng truyền đạt cho mình những cái tri kiến mà không có chân lý gì hết. Vậy mà mình vẫn bảo thủ theo cái tri kiến đó, thế thì là gọi đó là kiến hoặc. Mà giải phóng được, nhận thức được cái tri kiến đó, phân biệt được tà chánh chân ngụy để thấy được chân lý, không còn sai lầm nữa, thế thì cái tri kiến đó là gọi là giải thoát tri kiến. Lúc bây giờ nó thành ra thứ hương, cái thứ mình đã làm cho con người nhẹ nhàng, khoan khoái, thảnh thơi, khinh an, tự tại. Cái thứ năm của tri kiến là giới cấm thủ. Có bao nhiêu người trong chúng ta nếu không học kỹ, chúng ta giữ giới một cách sai lầm, không phải là cái nhân của giải thoát giác ngộ. Vậy mà chúng ta vì cực khổ vì nó, cực khổ vì nó mà không có giải thoát giác ngộ gì hết. Thì như thế gọi là kiến hoặc, tức là sai lầm về cái nhận thức và cái hiểu biết. Mà bây giờ đây là mình giải thoát được, mình bồi dưỡng trí tuệ, mình giải phóng được cái tri kiến sai lầm đó, người ta gọi là giải thoát tri kiến hơn. Tôi nói ví dụ một cái dễ dàng thôi, chẳng hạn như trong cái dịp lễ Thanh Minh vừa qua đây nè, có những người ăn chay trường rất là kỹ, nhưng mà cái ngày Thanh Minh đó là vì cha, vì chồng, vì con, vì cháu đi mua thịt quay, đi mua gà, mấy ký thịt quay, mấy ký tôm càng, mấy ký gà để luộc nấu đem ra ngoài mã cúng, cúng Thanh Minh, gọi là cúng Thanh Minh. Mà cúng rồi mình không có ăn, rồi đem về lại thì phải đi tìm con cháu đứa nào ăn mà cho, tìm nhà nó không có, nó không có ở nhà, để còn chửi cho nó mất. Tao đem đồ cho nó ăn vậy mà nó đóng cửa nó đi, thế là mình cúng Thanh Minh chỉ thêm phiền não cho mình, chỉ tốn tiền, tốn công, tốn của, rồi thêm phiền não cho mình. Trong khi đó mình ăn chay trường rất kỹ, chén là phải lấy chén mới trong tủ ra, chứ còn chén mà trong sống đó, tụi nó ăn mặn nó lại không ăn, không ăn bằng chén đó. Thế thì là mình giữ giới như kiểu vậy đó mà, ta gọi đó là giới cấm thủ đó nha. Cứ cực lắm, làm coi hết sức là cực khổ khó khăn ha, để hy vọng
được Phật thương, Phật độ, Phật chứng minh, Phật phù hộ, mà kỳ thật là cái giới cấm thủ đó không đem lại kết quả gì hết. Chưa kể là đem ra mã cũng không có ai ngoài mã hết. Nếu như cái ông đó ông ngoài mã vĩnh cửu thì mình lập bàn thờ trong nhà để làm gì? Mà nếu đã lập bàn thờ trong nhà rồi, cần cúng thì ta cúng ở trên bàn thờ, đã là thái quá rồi. Còn đây lại là phải đem ra tại mã mới cúng là sao? Thế là nó sinh ra một thứ tà kiến, một việc nhỏ vậy thôi mà nó vừa tà kiến, nó vừa kiến thủ, nó vừa giới cấm thủ, đủ thứ. Thế thì là một cái người đệ tử Phật đó, ta học, phải học giới, biến nó thành ra giới hương, định, nó biến nó thành ra định hương, tuệ, biến cái tuệ nó thành ra tuệ hương, biến cái kiến hoặc nó thành ra là giải thoát hương, biến cái tư hoặc nó thành ra là giải thoát hương, biến cái kiến hoặc nó thành ra giải thoát tri kiến hương. Thế thì năm cái đó trong đạo Phật ta gọi là ngũ phần pháp thân. Người nào mà nghĩa là học và hành và đúng rồi đó thì chúng ta có thể thể nhập với cái pháp thân thanh tịnh vốn có của ta, vì chúng ta không có sai lầm về kiến hoặc và tư hoặc, mà chúng ta có giới, có định, có tuệ. Cho nên năm cái đó quan trọng lắm. Bây giờ đây đó, mình lấy cái bài đó ha, cái bài đó thường thường là trong chùa nó cũng lấy cái bài đó mà cúng Phật đấy, đốt ba cây nhang cầm lên: giới hương, định hương, dữ tuệ hương, giải thoát, giải thoát, kỳ kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, cúng dường thập hương chư thánh hiền, nam mô hương dân cái Bồ Tát. Tức là mình lấy năm cái Phật đó mình làm hương để mình cúng Phật. Ở đây bây giờ chúng ta lấy giới hương, định hương, dữ tuệ hương, giải thoát, kỳ kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, cúng dường hòa thượng diện chủ, thích tinh kiếm, được cao đẳng bậc quốc, được giảng tây phạn hương dân cái Bồ Tát. Ta cúng dường hòa thượng. Vậy là đề nghị đại chúng, nếu mà bằng lòng cúng là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cho rằng là mình cúng dường như vậy rất có ý nghĩa. Mà các hòa thượng cúng thì cũng vậy thôi, cũng phải niệm cái bài đó và cũng cúng như vậy, chứ còn cúng đồ ăn thì không có đâu. Nếu mà ăn thiệt thì là đem lên rồi mà hòa thượng hay là tổ sư nào đó mà ăn thiệt là dưới này con cháu nó chạy không dám ngó lại cái chùa. Mà cúng bằng năm phần pháp thân đó tự mình có lợi, và hòa thượng rất, tổ sư thân nhân của mình rất thương mình, là vì mình cùng đi một con đường với các vị tiền bối, các vị đã đi. Cúng cái đó tốt lắm, các vị nên học cái bài đó, cúng bằng cái đó, cúng bằng năm cái phần đó. Biến nó thành ra hương. Bây giờ chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm thứ 7, phẩm tứ tướng. Cái phẩm này thì Đức Phật dạy cho chúng ta bốn cái đức tướng mà chúng ta người đệ tử Phật cần phải có. Cần phải có bốn cái đức, bốn cái tướng cũng tức là bốn cái đức cần phải có. Có bốn cái đức này, có bốn cái đức tướng này thì trên đường tu tập của mình mới thẳng tắp mà đi, mới ngay đường mà tiến bước. Còn bằng mình không có bốn cái đức tướng này đó thì giống như là con đường mình đi mà mình không có cái quả đồ, không có cái la bàn thì mình đi rất là dễ đi lạc đường, đi lệch hướng. Cho nên học cái phẩm này là để ý bốn cái đức tướng mà người đệ tử Phật phải có. Lúc bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp:
Đại Bồ Tát muốn xiển dương chánh pháp, huấn đạo chúng sanh, truyền thụ kinh Đại Bát Niết Bàn, cần có bốn cái điều kiện cấp. Đó là bốn điều kiện cấp, bốn cái đức tướng như thế này: một là tự chánh, hai là chánh tha, ba là vấn đáp linh hoạt, bốn là rành hiểu cái ý nghĩa nhân duyên. Muốn truyền bá chánh pháp cần có bốn cái điều kiện đó. Thế nào là tự chánh? Giả sử có vị tỳ kheo, tỳ kheo ni phát biểu rằng tôi có thể ôm khối sắt nóng đỏ rực vào lòng, xương thịt có thể cháy thành tro, lòng tin của tôi đối với giáo nghĩa trong 12 bộ kinh của Phật dạy không hề giảm sút và có ý niệm nghi ngờ. Như vậy là tự chánh là cái điều trước nhất là phải bồi dưỡng xây dựng cho mình một cái đức tin. Mà cái đức tin thông thường là tôi đã nói nhiều lần, mình phân tích thì phải nó có sáu cấp. Chứ đức tin thì trên đời này họ không có ai là không có đức tin. Và mọi người cũng đều cho rằng là cái đức tin của mình là đúng. Bởi vì người ta cho là đúng, người ta mới là đặt hết cái đức tin, cái lý tưởng của người ta vào đó. Do vậy cho nên vấn đề này cũng khó nói lắm, khó nói lắm. Mình chê người ta thì mình chê cũng không được đâu, mình chê người ta thì người ta cũng chê mình vậy. Mình chê người ta là mê tín là dị đoan, người ta cũng nói mình là mê tín dị đoan, ta nói ngược lại đâu có sao. Chỉ có cái điều là cái đức tin của Đạo Phật á, là nó có cái tiêu chuẩn để mà mình làm cái chuẩn để mà mình theo. Đó là tính tự, tức là tin nơi mình. Tính tha là tin ở nơi cái Đức Phật, mười phương chư Phật, lời dạy của Phật, của mười phương chư Phật, của chân lý, của vũ trụ vạn hữu khách quan. Tính tha là tính vậy đó. Tin Phật, có Phật, tin mười phương chư Phật, lời dạy mười phương chư Phật, chánh pháp của chư Phật, của mười phương chư Phật, và tin ở nơi cái sự vận hành là cái chân lý của vũ trụ khách quan. Thế gọi là tính tha. Dựa trên cái vũ trụ khách quan, sự vận hành đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà so sánh, coi có lời dạy của Phật có phù hợp với cái chân lý, cái sự thật của cuộc đời hay không. Nếu như lời dạy của Phật mà nó phối kiểm với cái sự vận hành, sự sanh diệt, diệt sanh, sự thành trụ hoại không, sự sanh trụ dị diệt, sự sanh lão bệnh tử của kiếp con người, của cuộc đời mà không trúng gì hết, thế thì cái tính tha đó không nên tin rồi. Do vậy trên cái đức tin của người đệ tử Phật là tin tự, là phải tin bản thân của mình là mình có khả năng thành Phật. Mình có quyền chuyển hóa tâm linh của mình từ phiền não của mình đau khổ để thành ra giác ngộ giải thoát Niết Bàn. Từ cái địa vị phàm phu có thể thành ra cái địa vị vô thượng chánh biết tri giác như Đức Phật Thích Ca đã từng làm được. Tin như vậy là tin tự. Và tin cái chân lý của vũ trụ vô thường khổ vô ngã bất tịnh của cuộc đời, Đức Phật dạy như thế, đúng không? Đúng. Mà đúng nó có ăn với cái sự vật diễn biến của vũ trụ vạn hữu không? Khi mà phối hợp lại, thế thì núi sông đất liền trời tăng men nước cỏ cây hoa lá thì luôn luôn ở trong cái quá trình thành trụ hoại không, sanh trụ gì diệt. Cho nên Đức Phật nói vô thường là trung, vô ngã bất tịnh là trung. Thế thì là tính tha, là phải tin như vậy. Nói theo cái duy vật triết học Bác Lê tôi gọi là tin, nó phải có cơ sở, phải biện chứng cho được. Tôi gọi là duy vật biện chứng. Dựa trên cái cơ sở, dựa trên cái lý tưởng của mình, cái học thuyết của mình đưa ra, nhưng mà phải dựa trên
cái khách quan của vũ trụ vạn hữu. Chừng nào mà cái hiểu biết của mình mà nó ăn, nó phù hợp với cái sự vận hành của vũ trụ vạn hữu, thì cái đức tin đó là đức tin có giá trị, gọi là biện chứng dựa trên cái hiện tượng vũ trụ khách quan, cùng với cái đức tin, cái lý thuyết của mình học, mình hành đưa ra mà nó phù hợp. Thế thì nên tin, tin như vậy ta gọi là tin tha. Chứ còn tôi có nghe tôi chịu không có nổi. Người ta giảng cái kiểu kỳ cục quá, ta giảng cái đức tin kỳ cục quá. Ta bảo cái là chỉ tin thôi à, tin ơi cái ông đó vậy. Người ta cắt nghĩa cái kiểu gì mà bạn, nếu bạn là người lạc lối trong đêm đen giữa rừng thẳm mênh mông mà bạn không có ánh đèn thì bạn sẽ khổ sở như thế nào, bạn đau khổ chừng nào, bạn sợ hãi tới cỡ nào. Nhưng mà nếu như mà ai đó đem cho bạn một cái đèn thì bạn sẽ thấy sung sướng như thế nào, bạn sẽ hạnh phúc như thế nào, bạn sẽ vui mừng như thế nào. Lẽ tất nhiên là bạn sẽ sung sướng lắm rồi. Vậy thì cái người mà là đem con đèn cho bạn đó, là bạn nên tin cái người đó. Người đó là ông thần đó, ông thánh đó, nên tin ông thần đó. Thế thì tin như vậy, bảo tin cỡ vậy thôi, thế thì kỳ cục quá. Tất nhiên là tin cái ngọn đèn không có được. Ta dạy trong đó nên là phải mừng cái nào. Thế thì ngọn đèn đó là cái ông thần đó, không phải vậy đâu. Ngọn đèn đó không phải là ông thần đó. Đại để là tôi nghe tôi nói có nhiều cái là nhiều lắm, nhưng mà đều mình không phân tích nhiều của anh ta chứ. Người ta lý luận cái bằng áp đảo. Còn ví dụ như là cái đạo Phật của ta mà bảo tin Phật á, không phải tin Phật đâu nha. Tin ông Phật làm gì mà tin ông Phật để chúng ta được cái an lành hạnh phúc đó, không phải là do ông Phật. Tin lời Phật dạy, tin rằng ông Phật là cái bậc giác ngộ, điều đó ta tin. Mà rằng ông Phật giác ngộ là giác ngộ cái gì? Giác ngộ nhận thức được chân lý, rồi cái điều mà ông dạy ra, ta mới đem ta phối hợp với cái sự vận hành của vũ trụ, nó phù hợp chân lý. Do vậy cho nên ta tin cái ông Phật, ta được lợi lạc. Và đi sâu hơn một tầng nữa đó, cái lời dạy của ông Phật nên biết rằng cũng không phải của ông Phật. Chỗ đó đó, đạo Phật của ta cái đức tin là vậy, là tin Phật. Nhưng mà nên biết rằng là chính ông Phật, ông cũng nói rằng là cái điều mà Phật dạy không phải của Phật, mà đó là một sự vận hành của vũ trụ vạn hữu, đó là chân lý của cuộc đời mà Phật là cái người đúc kết lại để nói ra. Vì vậy cho nên tin Phật tức là tin chân lý chứ không phải tin Phật. Cho nên là cái đạo Phật nó có khác hơn các cái đạo khác ở chỗ đó. Ai là cái người đi sâu vào đạo Phật để ý cái đó, để rồi nghe các cái đạo khác người ta thuyết giáo không giống như đạo Phật của mình. Cho nên Đức Phật là 49 năm thuyết pháp rồi, Đức Phật nói rằng ta không hề có nói một chữ nào. Thuyết pháp 49 năm đó, mà nói rằng ta không có nói. Tại sao là nói 49 năm vậy mà gọi là ta không nói? Phủ nhận chi? Tại sao phải phủ nhận, phải trốn, phải chối vậy? Không, không phải chối. Nhưng mà tại vì là ta nói đấy, là ta nói cái sự thật của cuộc đời, chứ không phải là cái đó của ta. Thí dụ như ta nói vấn đề là vô thường, sự vật là vô thường, cái đó không phải của ta. Tại vì sự vật luôn luôn trong cái quá trình diễn biến, sanh, trụ, dị, mà mọi người không biết, đam mê cho nó là thường, cho nó là thật, rồi đau khổ chấp mắt đòi cho nó còn mãi. Do vậy cho nên ta là cái người nhận thức được chân lý, ta thấy không thể mong chờ, trông đợi, cầu nguyện giáng sinh cho nó còn mãi được, mà nó phải trải qua sanh trụ dị, thậm chí nó phải trải qua thành trụ hoại không. Mà cái đó không phải của Như Lai nói,
mà là nó là cái chân lý của vũ trụ. Cho nên là Đức Phật chẳng qua là chỉ bài cho mọi người, Như Lai là cái người giác ngộ, nhận thức được chân lý đó, chứ không phải của Như Lai. Do vậy cho nên tin Phật không có nghĩa là hãy tin Phật rồi phải lại Phật, tôn thờ, kính Phật, để rồi Phật thương, Phật cho, Phật giúp cái gì, không có. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc của đạo Phật. Phật giúp cho mình hiểu được cái chân lý, mình thấy được chân lý vô thường, để mình đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng bảo thủ, đừng cố chấp. Vì cố chấp cũng không được, cố chấp chỉ thêm đau khổ mà thôi. Cho nên phải học cái chân lý vô thường để được giải thoát. Thế thì giáo lý vô thường đó, Như Lai nói đó, nhưng mà kỳ thật không phải của Như Lai. Cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi thấy vô cùng sâu sắc của Đức Bổ Sư của chúng ta. Còn các đạo khác người ta bỏ tin cái ông của người ta đấy, cái ông của người ta tin tưởng là ông đó là vạn năng, họ tin ông đó làm cho hết mọi việc mọi thứ đều là do ông đó hết. Tin vậy không được, không trúng đâu. Thành ra tính tự là tính tha là, rồi tính nhân tính quả này. Nhân quả là chân lý của cuộc đời, dầu Phật dạy nhân quả đấy nhưng mà không phải của Phật. Anh mùa xuân mà anh gieo hạt, anh cài bừa, anh gieo hạt, anh trồng mì trồng khoai, thì sau 3 tháng qua mùa hạ mùa thu anh sẽ có lúa có khoai anh gặt. Năm nay anh trồng chôm chôm tróc, anh trồng sầu riêng, thì 4 năm nữa anh có sầu riêng, có chôm chôm anh bán à. Bây giờ anh đi là lấy gạo anh do anh nấu cơm, anh bấm nút nồi cơm điện à, thì nửa giờ hồi sau anh có cơm ăn à. Nhân quả là vậy đó. Bây giờ anh chịu có anh làm lụng, bỏ tiền anh mua vải anh may áo ha, thì là mốt anh có áo mới anh mặc à. Thế thì anh bỏ tiền mua vải may áo là nhân, anh đi làm lụng để cho ra tiền là nhân, và trong cái quá trình mua vải là nhân, và cái ngày thứ ba mình có áo mặc là cái quả, và quả đó là do cái nhân của mình làm ra, chứ không có trên trời rơi xuống được. Cho nên vấn đề tin nhân tin quả là tin chân lý của vũ trụ, chứ không phải là của Phật Thích Ca. Cho nên đừng có lại Phật Thích Ca bằng cái kiểu gian sinh cầu nguyện, rồi ông là một đấng nghĩa là tài tình, là toàn năng toàn trí, cứu giúp tất cả cho mọi người, làm lụng thay thế tất cả cho mọi người, giống như là án tu rị, tu rị ma, tu rị tố rô bà ha, xin ra về rồi là hoàn thành mọi việc cho đệ tử mình. Không có, Như Lai Thế Tôn không chơi kiểu đó. Cái điều đó nói láo, Như Lai không chịu. Như Lai không có khả năng làm việc đó. Cho nên là tinh nhân tinh quả, tinh tự tinh tha, tinh nhân tinh quả, và tinh sự tinh lý. Cái chữ tinh sự tinh lý này là tôi nói hoài vậy mà có người không dễ gì nghe đâu à. Tinh sự là này, tức là tinh hiện tượng nè. Cái bông này mà người ta nói rằng ở trong này nè, là nó là đủ thứ trong đó hết trơn. Giáo lý nhà Phật gọi là một là tất cả, nghĩa là trong cái bông này có mặt trời, có mặt trăng, có sao, có mây, có mưa, có nước, có đất, có gió, có lửa, có không khí, trong đó có con người, và cái gì trong vũ trụ này có là có trong cái bông này. Đó, thế thì cái bông này là dựa trên cái hình thức là hiện tượng sự vật, là một cái vật chất, một cái trong vô vàn của cái của vũ trụ. Vậy mà một là tất cả à, có cái tất cả cái chất liệu gì trong vũ trụ đều có tương quan tương duyên trong này hết. Do vậy cho nên tất cả là một. À, rồi cõi ta bà mà mình gọi là cõi ta bà ở đây, khi nào mình đầy ấp tham lam giận dữ si mê cuồng loạn hồ nghi bất tín thì cõi này là cõi ta bà. Nhưng mà khi nào mà tâm hồn của mình là hoàn toàn trong sáng thanh thoát tự tại, xa lìa diễn ly tất cả những cái hỷ lạc ai cụ ai ô dục, xa lìa tất cả những dục vọng, thì cõi cực lạc
là ở cái chỗ mà mình đang ngồi, đang ở, đang sinh hoạt này, gọi là pháp giới nhất chân bất nhị. Cho nên lý thì là bất nhị, mà sự thì cực lạc có, và ta bà rõ ràng như thế khác. Nếu phiền não dù mình đầy ấp, không biết tu hành gì hết, không có chánh niệm gì hết, không có tu định giới định tuệ gì hết, thì rõ ràng là cái chỗ đang mình ở đây là ta bà, là ngũ trược ác thế. Mà nếu học giới hơn, định hơn, trí tuệ hơn, giải thoát tri kiến hơn, thì cái cõi ta bà này nó biến thành hương hết, không có cái nào không hương. Do vậy cho nên người tu pháp môn tịnh độ mà giảng sanh cực lạc thì là tất cả đều là nhạc, luôn luôn là nghe nhạc trời. Đất thì nhìn đâu cũng trong sạch, cũng đẹp đẽ, cũng tốt đẹp, không có nhiễm ô, cho nên gọi là đất thì bằng vàng ròng. Là cái ý nghĩa vậy đó, là vì tâm thanh tịnh thì cõi nước đã trở thành thanh tịnh. Thì gọi là tính nhân và tính quả, tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự và tính lý. Cái chỗ đó là chỗ khó nghe. Do vậy cho nên là các vị nào mà muốn thiền định là lấy cái đó. Cái mình nghe nó thoáng thoáng qua vậy mà mình chưa nhận thức kỹ đó mà. Rồi lấy cái đó mà cứ mà tư duy tìm hiểu hoài, phối hợp bữa nay nghe bài kinh này, mốt nghe bài kinh nọ, bữa kia đọc quyển sách kia, lâu lâu cái đời mình vận dụng lại, mình phối hợp lại, nó bừng ra, bừng sáng ra, mình hiểu rõ, không còn khó khăn nữa. Thế thì là cái tư duy của mình hàng ngày đó, nó giống như là cái công lao của con gà ấp trứng vậy. Con gà nó ấp trứng là nó ấp cái thời gian mà ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4 cho tới ngày thứ 20 chưa thấy gì hết. Chưa thấy gì hết không có nghĩa là 20 ngày ấp đó không có công dụng, vẫn có công dụng đấy. Tới ngày thứ 21 rồi là bắt đầu là 8 giờ sáng khe mỏ ha, là 12 giờ trưa là bắt đầu nở là tới chiều là hết cái ổ trứng gà. Thế thì cái việc tu hành của mình ấy cũng phải để ý như vậy. Không phải là cái lúc tư duy mà mình chưa hiểu đó nó lại vô bổ đâu, y như trạng thái gà ấp trứng vậy. Cho nên lấy cái đó mà làm cái đầu đề tu thiền. Chứ nếu mà không khéo mình đòi đi thiền đường này, thiền đường kia, thiền sư nọ, mình đi hoài đó mà. Đi hoài giống như gà bỏ ổ. Mới lên ấp ra đường dài dầu hộ, tôi nói nghe kia có người là ổ gà kia nó nở rồi, để tao lại tao hỏi con ấp sao mà nó nở. Bỏ đi lại gà kia nở hết rồi, cái lơi láo đó, tôi nghe nói gà kia đang ấp, để tôi lại tôi hỏi con ấp sao. Thế bỏ đi hoài thì cái trứng của mình nó thúi ủng mà trời ra. Phải ấp liên tục chứ đừng có bỏ ổ. Dù là 20 ngày không thấy nở gì hết, nhưng mà có cái hiệu quả rồi nó sẽ nở. Đúng thời tiết nhân duyên nó nở. Cho nên tu thiền là vậy. Nhưng mà cái thiền mà tôi muốn nhắc lại là cái tư duy á, cái tín niệm đó nó không phải là ngồi. Ngồi là ta gọi là tỏa thiền, mà đi thì ta gọi là hành thiền. Rồi còn nếu mà cần nữa thì ngọa thiền cũng không có sao. Dân dẫu nằm dưới bóng cây mát nào đó mà tư duy tuyệt vời. Cho nên là muốn đạo chúng sanh truyền tụ kinh Đại Bát Niết Bàn thì cần có bốn cái điều kiện là tự chánh, chánh tha, vấn đáp, tùy cơ, bốn là dành hiểu nghĩa nhân duyên. Các tỳ kheo trong lòng cái đức tin đó mà,
rằng tôi có phải ôm khối sắt nóng đỏ rực vào lòng xương thịt có thể cháy thành tro lòng tin của tôi đối với giáo nghĩa trong 12 bộ kinh của Phật dạy không hề xúc giảm và nghi ngờ. Ở đây ta dùng cái chữ là giáo lý trong 12 bộ kinh, có nghĩa là Phật muốn dạy, muốn lưu ý mình là tin đây là cái người đại thừa trong tánh, tin cái hệ tư tưởng đại thừa. Cái chữ giáo lý 12 bộ kinh đó để... Chứ còn cái người mà tiểu thừa đó họ học có 9 kinh à. Còn cái kinh mà Phương Quảng với Thọ Ký lại với Tự Thuyết á, Vô Vấn Tự Thuyết á, là họ không có tin. Mà ở đây nói rằng là đối với giáo lý, lý trong 12 bộ kinh tôi tin, nghĩa là dầu cho tôi có ôm lửa nóng mà cháy thân đi nữa tôi cũng không có giảm sút đó. Là ý nói rằng tin 12 bộ kinh tức là tin cái giáo lý tư tưởng đại thừa. Có người không tin nổi tư tưởng đại thừa, chỉ tin nổi giáo lý của 9 kinh thôi. Mà giáo lý của 9 bộ kinh đó, tức là giáo lý tiểu thừa. Rồi thà là tôi lấy dao mà cắt bỏ lưỡi chứ không bao giờ nói Phật Pháp Tăng là vô thường. Giả sử có người giảng thuyết ngược lại, tôi không nghe mà còn sanh tâm thương xót. Như vậy á, cái đức tin này á, là tổng kết nó lại là nó có hai. Một là phải tin đại thừa Phương Quảng, tức là kinh điển thuộc hệ đại thừa. Cho nên ở đây ta dùng cái chữ 12 bộ kinh: Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Tự Thuyết, Bổn Sanh, Bổn Sự, Vị Tàn Hữu, Phương Quảng là đại thừa này, Nghị Luận và Ký Biệt. Tự Thuyết là đại thừa, Phương Quảng là đại thừa, Ký Biệt là đại thừa. Đó là 12 bộ kinh. Mà hễ mà học giáo kinh á, thì bao giờ thà tôi lấy dao cắt lưỡi không bao giờ Phương Quảng với Thọ Ký lại với Tự Thuyết á, Vô Vấn Tự Thuyết á, là họ không có tin. Mà ở đây nói rằng là đối với giáo nghi lý trong 12 bộ kinh tôi tin, nghĩa là dầu cho tôi có ôm lửa nóng mà cháy thân đi nữa tôi cũng không có giảm sút đó. Là ý nói rằng tin 12 bộ kinh tức là tin cái giáo lý tư tưởng đại thừa. Có người không tin nổi tư tưởng đại thừa, chỉ tin nổi giáo lý của 9 kinh thôi. Mà giáo lý của 9 bộ kinh đó, tức là giáo lý tiểu thừa. Rồi thà là tôi lấy dao mà cắt bỏ lưỡi chứ không bao giờ nói Phật Pháp Tăng là vô thường. Giả sử có người giảng thuyết ngược lại, tôi không nghe mà còn sanh tâm thương xót. Như vậy á, cái đức tin này á, là tổng kết nó lại là nó có hai. Một là phải tin đại thừa Phương Quảng, tức là kinh điển thuộc hệ đại thừa. Cho nên ở đây tôi dùng cái chữ 12 bộ kinh: Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Tự Thuyết, Bổn Sanh, Bổn Sự, Vị Tàn Hữu, Phương Quảng là đại thừa này, Nghị Luận và Ký Biệt. Tự Thuyết là đại thừa, Phương Quảng là đại thừa, Ký Biệt là đại thừa. Đó là 12 bộ kinh. Mà hễ mà học giáo kinh á, thì bao giờ thà tôi lấy dao cắt lưỡi không bao giờ tôi nói Phật Pháp Tăng là vô thường. Cái người mà tin đại thừa là phải học Phật thường trụ pháp, Phật là thường, pháp là thường, tăng là thường. Đấy. Còn nếu như học giáo lý 9 bộ kinh á, thì ta nói Phật không có thường.
là vì Phật 80 tuổi nhập cái bàn rồi. À, pháp cũng không có thường, vì tại vì giảng pháp là vô thường mà, là sanh trụ dị diệt. Vì vậy con người cũng là một pháp, trong giảng pháp thì sanh lão bệnh tử, còn vũ trụ này thì thành trụ hoại không. Cho nên là đối với chính bộ kinh của tiểu thừa, những người học tiểu thừa thì họ thấy rằng là Phật là vô thường vì 80 tuổi chết, pháp là vô thường vì là sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không. Mà đã là vô thường thì tăng là một bộ phận trong cái hữu tình chúng sinh là con người, thì tăng cũng vô thường. Do vậy cho nên tăng cũng có sanh lão bệnh tử. Đó là học giáo lý, chín bộ kinh là học vậy. Thế thì còn học giáo lý mà 12 bộ kinh á, thì Phật là thường, tức là Phật tánh đấy, tức là tùy lô giá na, là pháp thân Phật mà chúng ta học hổm lại đấy. Phật ở đây là Phật tánh, cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Dầu là sự vật hiện tượng có sanh có diệt, có thành có trụ, có hoại có không, còn cái tánh thanh tịnh bản nhiên mà nó bao trùm cả cái sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không đó vẫn là thường. Ở đây Phật cũng chỉ cái đó. Cái đó là cái Phật tánh bên ngoài của vũ trụ. Còn ngược lại đi sâu vào ngó vào trong con người của ta, cái Phật tánh của ta ở trong ta nó cũng thường như vậy. Tham sân si mạn nghi của các vị cứ ào ạt đổi thay, phẫn hận phú não tật sang của các vị cứ luân hồi chuyển biến, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn cứ tàn phá trong cơ thể của các vị. Nhưng mà đâu có phải làm vậy mà trong các vị không còn cái tánh thanh tịnh của các vị đâu. Phật muốn dạy là dạy cái chỗ này rồi nè. Thật tánh của vô minh tức Phật tánh, Phật thường trụ là cái đó đó. Cái tánh thường trụ là cái tánh thanh tịnh hoàn toàn, cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Dầu các vị này cực kỳ dục vọng, cực kỳ tham sân si mạn nghi, hành quanh ghê gớm, nhưng mà cái Phật tánh thanh tịnh vốn có của các vị vẫn còn ở trong các vị. Chỗ đó là cái chỗ mà phải học của kinh Niết Bàn, là học cái đó, đó. Cho nên học Phật thường trụ, Phật thường là cái đó, đó. Phật là Phật tánh. Cho nên học cái này là phải soi rọi về cái nội tâm của mình, cái Phật tánh của mình. Học kỹ cái này cho nên phải học là Phật là thường. Đại thừa phải học là thường, Phật là thường. Đừng có thấy Phật 80 tuổi nhập Niết Bàn gọi là Phật vô thường, không phải. Do vậy cho nên bậc tiền bối người ta đúc kết cái bài tóm Phật, ta gọi là tỳ gia thành lý bất tàng sanh mà ta la thọ gian bất tàng diệt, chính là cái pháp thân tỳ lô gia na, chính là cái Phật tánh không có lúc nào nó diệt. Đó, học đại thừa là vậy đó. 12 bộ kinh là có cái đại, cái giáo lý đại thừa là cái đó. Phật là thường, pháp là thường. Pháp ở trong đó thiên hình vạn trạng, nhưng mà chỉ cho những cái hiện tượng diệt sanh, sanh diệt. Trong đó nó có, nói theo khoa học ngày nay là ta chia ra khoáng vật, thực vật, động vật. Còn nói theo đạo Phật á, thì hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Thế thì là nếu mà mình nhìn theo cái nhìn bằng con mắt phàm phu thường tình của mình thì hồi nào giờ là mình thấy nó vô thường là đúng quá rồi chứ gì. Học cái giáo lý của tiểu thừa chín bộ kinh đó thì là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, đúng quá rồi chứ gì. Nhưng mà học kinh Đại Niết Bàn này á, là phải học thà là cắt lưỡi bỏ, chứ không nói Phật pháp tăng là vô thường, mà phải nói Phật là thường, pháp là thường, tăng là thường. Mà pháp là thường là như thế nào?
là nó giống như là sống mọi bông bóng bọt vậy. Tuy là có sanh diệt, diệt sanh ào ạt lôi nhô vậy, nhưng mà sự sanh diệt đó chẳng qua là tùy duyên sanh diệt. Chứ cái bản thể của nước biển phẳng lặng như tờ là bất biến, từ cái bản thể bất biến mà nó duyên sanh ra cái hiện tượng tùy duyên sanh diệt ồ ạt lôi nhô. Do vậy cho nên phải thấy được cái tính chất của vạn pháp là thường. Giống như người trí phải thấy được cái tính chất sống mòi bong bóng bọt là thường, dầu có bể sụp sanh diệt lô nhô. Cho nên thường quán chiếu cái này rồi mình thấy hay lắm chứ, pháp là thường đó chứ. Mà tăng là gì? Tăng là cái nhận thức, cái hiểu biết hỗn hợp giữa Phật thường, pháp thường. Do vậy cho nên tăng cũng vẫn là thường. Tăng là cái nghĩa hòa hợp. Hòa hợp cái gì? Hòa hợp giữa cái Phật tánh và pháp tánh. Hai cái tánh đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó là thường. Thì cái nhận thức thường kia nó cũng thường. Cho nên Phật thường, pháp thường, tăng là thường. Ở đây là ta học là Phật pháp tăng là kêu bằng là nhất thể tam bảo. Cho nên giả sử có người mà giả thuyết ngược lại là sanh tâm sanh sót. Giả thuyết ngược lại tức là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh là cái tư tưởng của chính bộ kinh của tiểu thừa. Cho nên đại chúng nhớ cái bài học mình học rồi ấy mà. Núi sông đất liền, rừng rú cỏ cây nhà cửa, vốn không có, vốn không có là lay chuyển và đảo lộn. Vậy mà người say rượu thì thấy núi sông nhà cửa cỏ cây rừng rú lay chuyển và đảo lộn là tại vì họ thấy đảo lộn là tại vì họ say. À, cái bài học đó nó hay lắm đó. Người say rượu thấy núi lộn nhào, nhà cửa lộn nhào, rừng rú cỏ cây đều quay cuồng lộn nhào hết, bàn ghế đều lộn nhào hết, xoay dần hết, mà kỳ thật của người ta là vẫn đứng yên đó chứ. Thế thì là sự vật hiện tượng này là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Vậy mà dưới cái nhìn của cái người phàm phu không nhận thức được chân lý, cho nên mới nói là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cho nên học được cái này rồi là mình được cái lợi gì? Được cái lợi là nói về vấn đề chết đó mà. Mình không hề có sợ chết, vì mình sẽ thấy rằng là cái chết của mình nó giống y như cái đường sống, nó nhô lên rồi nó lặn xuống. Giống như cái trời mưa vậy, nó nổi bọt, là bọt nổi lên rồi nó xẹp xuống là nó xẹp, nó trở thành cái nước mưa, chứ không phải cái bong bóng đó nó xẹp rồi nó mất đi đâu hết đó. Thấy được cái chỗ đó cho nên ta thấy vấn đề là sanh lão bệnh tử của chúng ta nó trở thành ra một cái việc bình thường vô cùng. Tôi muốn nhắc cái đại chúng là cái chỗ đó. Mà trong những người mà nghe, chịu nghe băng của tôi đó, là có những người, nhiều người đạt được cái chỗ đó. Kể từ khi mà ta nhận được cái đó rồi là ta vẫn sống cách an nhàn, sống cách tự tại, mà nó nhẹ đi những cái chấp mắc, nhẹ đi những cái nghi lễ, những cái tập tục tầm thường người ta không có làm nữa. Tôi nói ví dụ như là cái việc mà tôi nói mà có mấy cái vị mà đi cúng thanh minh đó, là tôi nói chuyện có thiệt đó nha, chứ không phải là không có đâu, chỉ có thiệt á. Chỉ cúng vậy đó mà bản thân mình ăn chay. Mà cúng là phải đem ra tận mã cúng mới được. Tận mã vậy là có nghĩa là hồi trước giờ là thân nhân mình ở ngoài mã chứ gì. Mà ở ngoài mã thì làm cái bàn thờ chứ. Mà đã thờ trong này là tốn nhiêu công của rồi, mua lư, mua đèn này kia nọ. Là cái ngày thân minh lại đem ra ngoài kia cúng. Giả lại nữa cái thiết đó, rằng đây trong thiết thân minh mà sao hương khói giống tinh thế này,
Cái thiết thần minh đó là thiều quang 90 đã ngoài 60 cõi non sinh tận chân trời mà cành lê trắng điểm một vài bông hoa thanh minh trong thiết tháng 3. Thanh minh là gì? Thanh minh là cái tiết trời trong sáng, là không có mưa. Ở bên Trung Quốc, ở ngoài Bắc đó, nó có mưa, mùa xuân nó vẫn có mưa xuân, mùa đông nó vẫn có mưa phùn gió bắc, mùa xuân nó có mưa xuân. Nhưng mà cái mùa, cái tiết mà thanh minh đó, là cái tiết đó là trời trong sáng. Cho nên là lễ là tảo mộ mà hỏi là đạo thanh, cái tục của Trung Quốc người ta đi tảo mộ người ta cúng thanh minh, đó là cái tục của người Trung Quốc. Cái tiết đó là trời, trời trong nắng ráo, cho nên người ta vừa đi chơi vừa đi tảo mộ vừa cúng theo cái tập tục của người ta. Còn mình người Việt Nam cũng thanh minh là sao? Thanh minh rồi Tết thì đi dễ mã nữa là sao? Gọi là chạp. Cái tháng mà gọi là tháng chạp, tức là chạp, tức là đi dễ mã, cúng mã để rước ông bà, chuẩn bị rước ông bà về. Cho nên cái tháng 12 gọi là tháng chạp. Thế thì là mình gọi là tháng chạp rồi, rồi bây giờ thanh minh mình cũng đi làm nữa. Tiền nào chịu nổi, con cháu sao chịu nổi, ngày giờ sao chịu nổi, rồi mê tín dị đoan như vậy sao chịu nổi, rồi làm gây sự đau khổ cho mình, cúng đem về mình ăn chay mình không dám ăn, đem đi tìm con cháu cho nó đóng cửa đó đi mất chửi. Trời Phật ơi, nó ngu dại kỳ cục như thế là sao? Tự mình mua não chuốc sầu như vậy là có phải là cái mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường đó nó làm cho mình đau khổ mà lẽ ra mình không có? Cho nên cái người học đạo là vậy đó. Cái người học đạo đại thừa nó có cái suốt vậy đó. Mình làm cái gì mình phải biết mình làm cái gì chứ. Ở đây làm mà không biết mình làm cái gì. Chưa kể là cái thức thanh minh vừa rồi không trúng. Bằng có là cái nhà thanh minh tôi dạy đây, ở đây bị mưa, tôi vẫn bị mưa. Thế là chữ thanh minh là trong trời quang mây tạnh đó, không đúng thời tiết nữa. Vì bây giờ cái môi trường hoàn cảnh bây giờ là cái hiệu ứng nhà kính bây giờ nó làm cho cái quả đất nóng lên, bây giờ là thời tiết khí hậu nó loạn xà bần hết rồi. Rồi bây giờ chữ thanh minh không trúng nữa, đi thanh minh trong tiết tháng 3. Lẽ là tảo mộ hội là đạp thanh mà không đạp được. Kiếm lấy ni lông mà che và phủ vào trong cái đầu thôi, chứ không lội đâu được hết, bởi vì mưa. Thế là mình làm như vậy là sao? Cho nên là cái người mà học và chịu mà học cái tư tưởng của đại thừa, tu hành nó phóng khoáng lắm, mà nó nhẹ nhàng lắm, mà nó đem lại cái hiệu quả. Nhưng mà không phải nói rồi ai cũng phóng được. Tôi nói ví dụ như có người mà ta chịu làm cái kiểu đó đó, thì là cái băng của tôi không bao giờ có thoát thoát bên cái lỗ tai của họ. Ta đâu có nghe. Cũng như bên ngoài đây nè, bán băng cả đống này, băng tôi đâu có bán. là gì người ta không thích nghe cái kiểu băng của tôi, cho nên là bán cái thứ đó để, nên là người ta không bán. Do vậy cho nên là mình ở trong cái trường phái nào ha, cái tôn nào thì là mình hữu duyên thì là mình theo, chứ còn mình hy vọng mình mong chờ gì ở nơi ai đó không được đâu. Cho nên để ý cái Phật thường, Pháp thường, Tăng thường. Phật là thường trụ, thường trụ có nghĩa là còn ở tồn tại vĩnh cửu. Tăng cũng thường trụ, tức là Tăng tồn tại vĩnh cửu, Pháp cũng tồn tại vĩnh cửu. Tôi nói là đại chúng tư duy quán chiếu cái ý đó rồi, phải thấy cái đó các vị mới có lợi. Các vị bất cứ ở đâu, ngồi đâu, các vị khỏi mang, khỏi đem chùa theo, khỏi mang tượng Phật theo, mà các vị vẫn thấy rằng là các vị đi đâu cũng có Phật. Phật ở bên các vị, Phật bao trùm các vị, Phật cùng ăn cùng ngồi, cùng nghỉ ngơi với các vị. Vì là vì lúc nào các vị cũng hành chánh pháp, cũng có chánh niệm, cũng có tỉnh thức, chính đó, cái đó là Phật đó. Cái gì mà ý nghĩ sai, có thể đem cái nguyên nhân phiền não đau khổ cho các vị lọc bỏ ngay, biết đó là nguyên nhân của phiền não, các vị gạt bỏ ngay, đó là Phật đó. Lời nói nào mà đáng lẽ ra là thông thường là mình
mình rời ra đó, mình cãi cọ đó, mình cự nữ đó. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi, nhẫn nan nhẫn chi sự, thứ bất minh chi nhân, nhẫn là nhịn những việc khó nhịn, tha thứ là tha thứ những cái người mà không sáng suốt. Cho nên là các vị bỏ qua rồi, các vị không cãi cọ rời ra nữa, đó là các vị đạo ban Phật theo đó, mà khỏi cần mang hình tượng đó. Có chánh niệm, có tư duy như vậy là các vị sẽ được hưởng thọ cái Phật thường trụ. Lúc nào Phật cũng ở bên các vị. Cái này mình phải tập thôi, chứ còn nói mình không ứng dụng được liền trọn vẹn đâu. Nhưng mà nếu mình tập là mình có thể được đấy, có thể hưởng được cái an lạc mà mình thấy rằng là Phật thường trụ, Phật khắp mọi nơi mọi chỗ. Thế thì cái người mà hiểu biết như vậy đó, có cái đức tin như vậy đó, tin về đại thừa như vậy đó, gọi đó là người tự chánh. À, tự chánh là phải có đức tin vững vàng, phải phát huy trí tuệ, phải xác định lập trường, phải là lập ý chí tu học đại thừa, phải quyết tâm hành chánh pháp, hành đại thừa chánh pháp. Có đức tin như vậy ta gọi là tự chánh. Chứ đức tin của mình mà không vững là mình không tự chánh được đâu. Hồi xưa nhà Nho người ta cũng có lập cái công thức của người ta, cái quá trình lập thân để hành đạo, dương danh để hậu thế của người ta. Người ta muốn bình thiên hạ thì phải tiên trị kỳ quốc, mà muốn trị dục trị kỳ quốc á, là tiên tề kỳ gia. Muốn trị nước được là phải trị nhà cho được, mà trị nhà, muốn trị nhà cho được á, dục tề kỳ gia là tiên chánh kỳ thân. Muốn trị nhà cho được á, là bản thân mình phải là cái người đàng hoàng, nghiêm túc, không có lôi thôi, không có bậy bạ, thì mình dạy mình trị nhà mới được. À, dục chánh kỳ thân á, dục tu kỳ thân là tiên thành kỳ ý. Mình muốn tu thân mình á, mà thì tốt là phải cái ý mình phải thành Phật, tiên thành kỳ ý. Cho nên là ở đây cũng vậy nè, muốn chánh thân á, dục chánh kỳ thân á, thì là tiên tề kỳ gia. Dục tề kỳ gia là tiên chánh kỳ thân, dục chánh kỳ thân thì tiên tu kỳ tâm, dục tu kỳ tâm là tiên thành kỳ ý. Thế thì cái ý chí mình phải thành thật, rồi thành ý, từ thành ý đi tới chánh tâm, từ chánh tâm đi tới tu thân, từ tu thân mới tề gia, từ tề gia mới tiến lên trị quốc, từ trị quốc mới bình thiên hạ. Thế thì là trong cái quá trình tu tập của mình cũng vậy, mình phải có những cái tự chánh trước, phải xác lập, phải vận dụng trí tuệ, phải xác lập cái đức tin, phải kiên định cái tư tưởng, cái lập trường. Cho nên cái này khó à. Chúng ta không xác lập được cái không kiên định được cái tư tưởng, cái lập trường, thì là giữa tiểu thừa, giữa đại thừa, giữa nam tông, giữa bắc tông, giữa tông này tông khác đó mà, chúng ta sẽ bị chao đảo ngay. Và thế nào là chánh tha? Một hôm nọ, thời pháp thuyết vừa xong, Phật trông thấy một thiếu phụ nét mặt hiện vẻ lo âu. Đức Phật hỏi: cô có gì ưu tư trong lòng? Như Lai trông thấy cô có vẻ là không bình thường an ổn. Cô thiếu nữ thưa: bạch Thế Tôn, đúng như vậy.
Thiện nữ đang lo lắng vì sáng nay thiện nữ có cho con của thiện nữ ăn nhiều chất bơ. Thiện nữ không biết là nó có tiêu hóa tốt hay không. Nếu không tiêu hóa tốt, ắt sẽ sinh bệnh. Ngưỡng mong Như Lai dạy cho con một lời. Phật dạy rằng con của cô ăn thức ăn như vậy tiêu hóa tốt, không sao đâu. Chẳng những không hại mà còn tăng sức, khỏe mạnh nữa. Người nữ nghe Phật nói vui mừng hớn hở và thốt: vì lời của Như Lai nói đúng như thật, không bao giờ xa chạy, nên con rất vui mừng. Đức Thế Tôn vì muốn điều phục chúng sanh mà khéo phương tiện nói tiêu hóa hay là chẳng tiêu hóa. Cái đức thứ hai là chánh tha. Chánh tha đây là Đức Phật mà khi mà trong cái quá trình mà đi thuyết giáo độ sanh, Đức Phật ứng dụng nhiều cách lắm. Thí dụ như cái cách chánh tha này đó là Phật dạy cho biết rằng là Phật thuyết pháp có nhiều phương tiện lắm. Thí dụ như cái lúc mà Phật dạy cái giáo lý tứ đế đó, này các thầy tỳ kheo, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Thế thì là cái khổ đó, phân tách là cái khổ trên cõi đời như tam khổ bát khổ. Rồi đây là tập. Tập đế là gì? Là nó chất chứa những cái phiền não vô minh, kiến hoặc tư hoặc. Do vậy mà nó làm cái nguyên nhân của đau khổ. Đó là tập đế. Rồi còn diệt đế là do diệt hết cái phiền não vô minh, cái ưu tư mà nó được sự an lạc, sự thánh thơi. Mà muốn được an lạc thánh thơi thì cần phải hóa giải cái tập đế vô minh phiền não đi bằng cái cách là tu tập 37 Phật trợ đạo, là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Thế thì những lời đó là hoàn toàn là lời của Phật nói mà, của Phật dạy mà. Rồi Phật dạy này, các thầy tỳ kheo, các thầy phải học: thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ, tứ đại là khổ là không, ngũ ấm là vô ngã, sự vật hiện tượng luôn luôn là sanh diệt biến dịch, hư ngụy vô chủ, tâm là nguồn ác, thân là cái chồng tội. Các thầy nên quán sát như vậy là các thầy sẽ xa lìa sanh tử. Thế thì là những cái lời dạy đó, là ở đây Đức Phật muốn nói nè, chánh tha đó, đó là chỉ là chánh tha thôi. Như Lai là một vị khéo léo, biết cái món ăn nào tiêu, món ăn nào không tiêu, biết căn cơ của chúng sanh, căn cơ nào cần phải dạy cho nó pháp gì. Chứ như các vị toàn thể đại chúng biết đấy, tứ diệu đế là mình học về giáo lý tiểu thừa chín bộ kinh, mình thấy nó là chân lý rồi chứ gì, đúng quá mà. Khổ tập diệt đạo nè, khổ quá khổ, đúng rồi, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tấn khổ, khổ cầu vương đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ, đúng quá rồi. Nguyên nhân của khổ là tập, là tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sanh, đúng quá rồi. Nhưng mà đó là Như Lai là cái người khéo léo, biết món ăn nào tiêu, món ăn nào không tiêu. Đối với một người phụ nữ, để cho họ an tâm, Như Lai nói con của nàng ăn bơ không sao đâu, tốt lắm. Và sự thật con không có bệnh mà có sức khỏe thật sự nữa, chứ không sao đâu. Giáo lý tứ đế cũng vậy. Thật sự ra thì trình độ của các ông Như Lai dạy các
ngang đó. Và sự thật nếu mà các ông mà tu tập ngang đó, các ông vẫn có được niết bàn chứ không sao đâu. Giống như con của cô vậy đó, ăn bơ đó chẳng những không có bệnh mà còn có tăng cường sức khỏe nữa. Như là dạy cho ông giáo lý Tứ Đế, dạy cho ông Chích Bộ Kinh, các ông cứ tu học đi, không có chất độc gì đâu, hết là bổ, tăng cường sức khỏe, có được giải thoát niết bàn. Đấy, Như Lai là người khéo nói, khéo biết mà nói như vậy. Nhưng mà sau này ha, cũng chính Như Lai, Như Lai nói không phải là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh đâu. Các ông mà học được cái pháp vô thường, khổ vô ngã bất tịnh đó là giống như những người mà mùa xuân đi chơi thuyền á, rồi thấy ở dưới đáy hồ có viên ngọc là minh châu nó lấp lánh ấm sáng ở dưới á, rồi cái đùi là hốt tốt với nhau xuống lặn, rồi quơ quờ quạng bốc lên những cái cục to và cả một nắm vậy đó, đưa lên tưởng đâu là mình được gặp minh châu, ai về đâu chưa phải minh châu thiệt mà là sản sỏi. Người trí muốn được minh châu thiệt á, để cho nước trong đứng lặng lại, rồi thật nhẹ nhàng mà xuống dưới đó, xuống dưới đó rồi mới thật nhẹ nhàng khéo léo. Nếu ngày nay mà thợ lặn thì nó lấy luôn cả cái, nó mang kiếm vô rồi nó đem cái đèn xuống cái rọi nữa ha, thì nó nhẹ nhàng nó lấy cái rồi từ viên ngọc. Còn hồi xưa thì chưa có thợ lặn, nhưng mà để nước thiệt là đứng lặn, rồi đi thiệt là rón rén thiệt nhẹ, đừng cho động nước ha. Nhìn thấy viên ngọc cái dưới cát nó liền lộ lên lóng lánh là bốc mới trúng, thật trúng viên ngọc. Chứ còn nhà cái xuống mà nhảy mà lên nó không trúng đâu. Thế thì là các ông mà học cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh đó, giống như là cái người cạn cợt thiện trí vì mê sai ngọc minh châu mà xuống mà hốt vậy, hốt trúng sạn sỏi thôi. Chỉ có người trí mới lấy được ngọc minh châu. Bây giờ đây nè, Như Lai mới chỉ cho mà biết ngọc minh châu thiệt nè: thường, lạc, ngã, tịnh. Cho nên phải đi học cái này. Giáo lý thường, lạc, ngã, tịnh. Phật là thường, pháp là thường, tăng là thường. Đó là học cái chân lý thường đó. Và tất cả giải pháp đều là thường hết. Phật thường, pháp thường và tăng thường, nghĩa là không có cái gì mất. Đại thừa là học vậy. Cái này khó nha, ai mà chấp ngã nhiều đó là không nghe nổi cái này đâu. Chấp ngã nó trồi đục, ôi tôi già rồi, tôi bệnh muốn chết, để bữa đó tôi sắp chết mà ông nói cái gì thường là sao? Cái kinh gì mà dạy thường là sao? Thường sao đến bữa tôi chết, thường sao ba má tôi chết, rồi tôi cũng sắp chết. Không phải vậy đâu nha. Thường có nghĩa là mình vẫn cứ chết, chết mà vẫn cứ thường. Thường mà vẫn cứ chết, chết mà vẫn cứ thường. Tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tuần nghiệp pháp hiện. Thường mà vẫn cứ chết, chết rồi sanh, sanh rồi diệt mà vẫn cứ thường. Trong này có nữa không? Có hết, tất cả đều có hết. Trong cái kính này có lửa không? Có ngang đây nè, đem ra một mặt trời rọi lên về nha, lửa cháy rần rần lên liền nha. Tại sao lại cái lúc mà đem ra mặt trời nó mới có? Đó là ứng sở tri lượng tuần nghiệp pháp. Khi tôi cần tôi mới đem ra mặt trời. Tôi đốt cái bùi nhồi đây, lấy bông gòn đốt bùi nhồi đây, cầm đưa lên mặt trời là phát lửa ngay. Là tại vì sao? Là tại vì tôi cần để tôi nấu thuốc, tôi cần để tôi nấu cơm, tôi cần tôi để tôi nấu đồ ăn, cho nên tôi mới lấy lửa. Đó là tuân nghiệp pháp, đó là ứng sở tri lượng, nghĩa là đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh nó mới phát hiện. Cho nên tánh quả chân không, tánh không chân quả, ngay trong chân không này vẫn có lửa mà đó. Cho nên là ứng sở tri lượng tuân nghiệp phát hiện.
Cho nên cái hột quẹt này cần lắm, không thế là không có, đi đâu cũng có hột quẹt hết. Bởi vì cái hột quẹt này là nói lên cái một cái chân lý ai cũng dễ thấy. Người khoa học nghe còn dễ thấy nữa, là bởi vì người ta hiểu trong cái không trung này nó có oxy mà. Hít vô mà oxy là nó mới làm lửa cháy nè. Cho nên cái giáo lý đạo Phật mình học rồi mình phải biện minh, mình phải vận dụng coi coi cái cùng với cái chân lý, cái lẽ thật của vũ trụ đúng vậy không. Mà đúng rồi mình mới nên tin. Cho nên là cái bài này đó mình học nói như vậy đó, là Đức Thế Tôn vì muốn điều phục chúng sanh mà khéo phương tiện nói tiêu hóa hay chẳng tiêu hóa. Giáo lý tứ đế đó là phương tiện đấy. Nói vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đó là phương tiện. Nói để cho hàng thanh văn an tâm. Nhưng mà rồi á, được dinh dưỡng, được chất bổ, khỏe rồi á, tiến lên sau đó Đức Phật mới chỉ cho cái đó là những cái thứ mà các ông bốc được lên, giống như người mà chơi xương mờ hốt đại lên trúng sỏi chứ chưa phải là ngọc. Phật nhằm quá độ cho hàng thanh văn tiểu quả phải đáp ứng tâm tư nguyện vọng của họ. Họ chỉ có khả năng tiêu hóa cái chân lý vô thường, vô ngã và khổ. Như Lai trước nói với họ, vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Nghe ra họ rất vừa lòng, cũng như cô thiếu nữ rất vừa lòng rằng Như Lai nói đúng, con của con không sao. Sau đó hàng thanh văn đã đủ sức tu học đại thừa ở kinh Đại Bát Niết Bàn. Như Lai mới nói không phải chỉ có vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, mà còn có thường, lạc, ngã và tịnh. Không phải chỉ có bốn vị là không phải chỉ có bốn vị là mặn, lạc, đắng, cay, mà còn vị béo, vị bùi, vị ngọt và vị chua nữa. Đại để là nó như thế. Thế gian chỉ có bốn vị là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Phiền não làm củi, trí tuệ làm lửa. Do các nhân duyên đó mà có cái cơm niết bàn, tức là thường, lạc, ngã, tịnh. Nhờ vậy các đệ tử Phật nếm được hương vị giải thoát ngọt ngon. À, thành ra là hàng thanh văn mình nếm được cái hương vị, cái cơm giải thoát ngọt ngon đó là do phiền não á, là nó làm củi đó, trí tuệ làm lửa ha. Lấy trí tuệ mà đốt cái củi phiền não, lấy trí tuệ mà đốt cái củi phiền não mà nấu ra được cái cơm niết bàn. Đức Phật lại bảo người nữ rằng, nếu nàng có duyên sự đi xa xứ thì sản nghiệp nên đem giao cho đứa con ngoan lành, không nên giao cho đứa con xấu ác. Người nữ thưa, lời Như Lai dạy rất đúng. Gia nghiệp giao cho đứa con ngoan lành mà không giao cho đứa con xấu ác. Phật dạy rằng Như Lai cũng vậy, lúc nhập niết bàn Như Lai đem tạng pháp thẩm thâm vi diệu của đại thừa giao phó cho các Bồ Tát mà không giao cho các hàng thanh văn, vì các hàng thanh văn tưởng là Như Lai thật diệt độ, tức là chết rồi mất hẳn đó.
Cho nên nếu mà hàng Đệ Tử Phật mà tưởng rằng Như Lai là nhập Niết Bàn rồi là mất hẳn đó, là bị quở đó nha. Học như vậy là học chính kinh à, chứ chưa phải là người học 12 bộ kinh đấy. Các Bồ Tát thì biết rõ rằng Như Lai thường trụ, mà quả thật Như Lai thường trụ, không có diệt độ. Lúc nàng đi xa chưa về, đứa con ác kia nói rằng nàng đã chết mất rồi. Đứa con lành vẫn vững tin là nàng còn sống, mà chính thật là nàng còn sống. À, thế thì giao cho cái đứa con lành đó thì nó hiểu đúng mẹ nó. Đi xa thì công việc làm ăn rồi về chứ không phải là mất hẳn. Còn đứa con ác là nó nhận được sản nghiệp rồi thì nó thừa hưởng cái sản nghiệp đó, rồi nó tưởng đâu rằng là mẹ nó đã chết thiệt. Do vậy cho nên là sản nghiệp nên giao cho đứa con hiền, đứa con ngoan, đứa con lành, mà không giao cho đứa con không lành. Giáo lý Đại Thừa nên giao cho Bồ Tát, mà không nên giao cho Thanh Văn. Vì Thanh Văn họ tưởng rằng Như Lai nhập Niết Bàn tại Ta La Sông Thọ, rồi Như Lai chết thiệt. Mà kỳ thật Như Lai là thường trụ, pháp là thường trụ, tăng là thường trụ. Cái đó là cái khó học, cái đó là đứa con ngoan mới tiếp nhận nổi cái gia tài đó đó nha. Bữa nay chùa có đám thôi thì mình nghỉ sớm 5 phút. Xin nhắc đại chúng là kinh Đại Niết Bàn này khó đó nha. Khó mà không phải là không hiểu được. Các vị tư duy mà hiểu được rồi, các vị tu rất dễ dàng. Chúng sanh vô biên thời.